Sản phẩm đặc trưng nhất của vùng Tây Nguyên đó là sản phẩm về Amakong không phết lạc ha. Đây. Đó. Ở trên này thì mình có trưng bày một vài cái gói sản phẩm về bài thuốc của Amakong và không phết lạc. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sản phẩm này nha. Thứ nhất, nó là hàng chính hãng cho nên nó sẽ có cái tem bảo hành, tem chính hãng ở trên này. Và ở phía dưới này cũng có ghi địa chỉ, cũng có ghi các thành phần thuốc, nhưng mà nó là tiếng dân tộc nên là mình cũng không biết đọc, đọc không có giỏi. Rồi, mình chỉ lưu ý về cái công dụng của nó nè. Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Đây là những cái công dụng mà đặc trưng nhất. Nhưng mà ngoài ra thì nó còn có chữa bệnh đau lưng nè, đau dây thần kinh, nhức mỏi, kém ăn, mất ngủ. Cho nên đó là bài thuốc này thật ra là nữ vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà nam thì sẽ sử dụng tốt hơn vì nó hỗ trợ cho một số thứ kia nữa. Rồi, ở phía dưới này thì nó có cách dùng. Với một thang như thế này thì mình sẽ ngâm được 12 lít rượu. Đó. Và liều dùng thì mỗi ngày chỉ 3 ly nhỏ thôi, và sau một tuần là mình có thể sử dụng được. À, vậy là mình thấy là với cái bài thuốc này, mình thấy là cái giá của nó đưa ra thì tương đối là cao đó, so với cái mặt hàng trôi nổi ở trên thị trường. Nhưng mà tính ra là cái thời gian sử dụng của nó thì lại được rất là lâu không? Một thang như thế này là thang 7 lạng là 350k ở tại thời điểm hiện tại. Nhưng ví dụ như bạn nào mà mua sỉ thì ở bên mình vẫn có cái chiết khấu rất là hữu nghị nha. Ngoài cái thang này ra thì còn có một cái thang đặc biệt, đó là thang 9 lạng. Có vẻ như nó có thêm một vài cái bài thuốc nào đó nữa các bạn. Nó vẫn ngâm cho 12 lít thôi, nhưng mà nó có một vài bài thuốc đặc trưng ở trong này. Đó. Với thang 9 lạng này thì giá là gần như gấp đôi, nhưng mà có thể là công dụng của nó sẽ đặc biệt hơn. Đó. Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà nhận biết hàng chính hãng của Amakong không phết lạc, cũng như là công dụng và cái cách sử dụng nó ở trong cái việc trị bệnh cũng như là bồi bổ sức khỏe.